Em cho mẹ 500. À, trời ơi, được hết rồi, có hiếu quá rồi. Cái tiền tặng cho mẹ của làm 500 nha. Bây giờ em cứ đợi lên. Bây giờ em cố gắng lên phải đợi đi. Đợi cho đến 1 năm nữa đi là lụm luôn. 1 năm nữa mất luôn. 1 năm nữa lụm luôn hả? Chứ giờ chưa đủ tuổi đâu. Chứ giờ còn lâu lắm. Sao mà con có vợ, vợ là con sợ lắm á nè. Phải thôi, phải nghe lời vợ mới được. Con nó giận đó. Nghe lời vợ giận đó. Tại vì tao mà có vợ là sợ vợ gì lắm đó, cũng không sợ đâu nha. Vợ này giúp mẹ mày sao? Cũng khỏe con ơi, chứ không có gì. Làm sao ở bển ba mẹ con làm gì? Dạ, mẹ con hái dao bán gì kia. Ba còn nữa. Thấy tình hình của bà ngoại đó Tiên. Dạ. Thấy tình hình, chú thấy tình hình bà ngoại hình như là chưa có đồng tình với phụ lọ đó nghe con. Con thuyết phục bà ngoại rồi đi ha. Chứ để hai đứa con gần tới kết thúc rồi cái ngoại chặn ngang hay là tụi nghiệp hai con nghe. Thấy ngoại chỗ này cũng hơi căng căng đó. Sáng đi có hỏi ngoại không Tiên? Dạ có. Ngoại có nói gì không? Dạ không mẹ, ngoại cho đi. Gì vậy? Ngồi cách mẹ mà cũng nắm tay nữa. Ngồi cách mẹ cũng nắm tay nữa tại. Nắm tay để mẹ ngồi giữa chơi. Cũng ghiền cái gì à, ghiền nắm tay rồi. Nhớ gì không? Nhớ giữ gì không? Cho bé Tiên hỏi thăm mẹ, nói chuyện với mẹ gà chút xíu đi vô trong kia đi rồi nắm, muốn nắm thì nắm. Dạ hả? À, muốn vợ cái đầu mọi người tới áp bao rồi, muốn quá muốn rồi. Con nghe nói là cỡ này Út cũng nhiều bệnh lắm không? Mình bị gì không? Nó bị chao đảo cái đầu hoài, mà mấy khỉ ta nói bị rối loạn tiền đình mà uống thuốc hoài, nó không có bớt gì chứ. Dạ. Yeah. Vậy là giờ mình đứng lên là nó vẫn chóng mặt vậy đó phải không? Chóng mặt, đi nó nhào ngược thôi. Tại vì cũng có một số khán giả là nói với con là tạo điều kiện cho Út đi qua nhà của bé Tiên chơi. Mà con thấy Út cứ bị tiền đình gì hoài, chắc đi xa không được đó Út. Đi đâu được đâu. Nó giả dự hoài, không có khỏe trong mình chứ. Đi qua bên nhà cái Tiên thăm chị Xu một cái là khán giả là thích chị lắm mà nghe. Là chị có là chuẩn bị tới rồi đó cô Lộm ơi. Anh nói thiệt với em á. Anh em mà thăm mẹ anh được quá là mà anh hết bệnh rồi luôn á. Mẹ anh là hết cả đảo luôn á. À nói gì đây. Bây giờ em cứ đợi lên. Bây giờ em cố gắng lên phải đợi đi. Đợi cho đến 1 năm nữa đi là lụm luôn. 1 năm nữa mất luôn. 1 năm nữa lụm luôn hả? Chứ giờ chưa đủ tuổi đâu, nó giờ còn lâu lắm. Anh chưa có được gì mặn trên á, tại anh định làm từ thiện bên này, chứ làm bao nhiêu, kiếm tiền để là có tiền rồi nữa mà được rồi. Chị cho em hỏi chút, chị thấy bé Tiên mới dài lần này là qua lần thứ 3 nè, chị thấy bé Tiên sao chị? Nói cho khán giả nghe thôi, có khán giả nghe đi. Thấy bé Tiên nó cũng hiền, cũng dễ thương. Vậy là chị cũng mến bé Tiên ha. Mà không biết cô Lượm hỏi cứ mà không biết bà ngoài cô có tiền chịu gá không? Chị hiện giờ chị cũng còn đang phân vân là bà ngoại bé Tiên ha. Dạ. Chứ mẹ bé Tiên hình như thấy mến Lượm dữ lắm với bà của bé Tiên thì cũng mến hơ theo em nhìn cái cử chỉ thấy mến hơ. Còn bà ngoại thì hình như là chưa đồng tình. Cũng còn lo vô đó hả chú? Dạ. Vậy giờ cô Lượm thương bé Tiên mà bà ngoại bé Tiên không chưa chịu gả rồi cô Lượm tính sao? Chưa bả chấp nhận tôi làm con vợ của bả đi. Chấp nhận con làm ở động, chấp nhận con làm chó vợ. Bây giờ bà ngoại của bả giả bé Tiên cho con. Con thương Trương Thành Long, con hứa con làm. Rồi bà ngoại thí dụ là bà ngoại đấy. Tao không có gả bé Tiên cho mày đâu Lượm ơi. Rồi sao? Rồi bà ngoại không gả rồi sao? Đó ngoại nói câu đó, câu mới vừa nói đó rồi sao? Thôi bây giờ ngoại giả đi rồi nếu mà không giả cho con, ngoại bắn muối ra ra cho ngoại. Mày trù sao hoài Lượm ơi. Rồi sao? Anh nói gì đó. Hứa hồ không biết sao. Vậy ông trù hoài đi bắn muối hoài. Thì anh nói chú gì? Trời ơi. Đó anh mới dạng đạo với em không? Bây giờ em ơi, bữa nào em nói với mẹ với gì tới với ba với mẹ đi. Bữa nào anh qua anh làm vợ bảo là anh ở 12 ngày là anh với em đi lịch chơi luôn.
gì? Làm gì? Đi du lịch chơi. Đi du lịch chơi à? Rủ cái tiên đi du lịch chơi. Du lịch ở đâu? Mướn cái xe chỗ đi là đảo, đi Phú Quốc đâu. Trời ơi, có tiền không mà đi Phú Quốc? Đi ngủ lại chợ đâu, thoải mái. Chưa gì trơn, tính đi du lịch rồi. Đi mà trong đó không có đồng bạc. Không có tiền mà đòi đi du lịch. Mà đi quài bỏ mẹ nhà, không sợ mẹ buồn hả? Trời ơi, có người tâm sự với mẹ mà. Dạ, ai tâm sự? Cô Sáu, cô Năm, 13 tâm sự nữa. Bên, mà em thấy là mẹ em vậy là em thấy làm sao vậy em? Nói được chưa? Bên nào thích mẹ em rồi đó không? Thích rồi không? Cái này thích mẹ đó, nhìn nè, biết đó. Anh hỏi là mà em thương mẹ anh không? Đó, thương không? Nắm tay nè, con nhìn không? Bé Tiên nè, nắm tay mẹ con suốt luôn nè, đó. Thấy chưa? Con nắm tay Bé Tiên, con thương Bé Tiên thật luôn đó. Bé Tiên ngồi gần mẹ con mà Bé Tiên nắm tay mẹ không nè. Không dài như lắm, nó bệnh, nó vừa đi mất hút rồi là sao mình đi xe đò hay là sao, tại không thấy Út cũng có chiếc xe đó, nhà của xe luôn. Có chú nói kìa, chở nó đi chích đó. À, là có chú chở đi giùm ha. Dạ. Đi chích mà không hết gì trơn. Cái gương mặt nó còn bệnh á. Con chú đi ra nắng. Chú ạ. À, bây giờ cứ chở đi, cứ thôi làm chú. Cũng vậy. Đưa chở uống rồi được hơn. Chiều ơi, chiều chú Tám chở con đi. Dạ. Chiều chú Tám, chú Sáu rồi đó chở con đi. Đừng mà à bạn. À bạn á. Có cái bệnh viện nào đi chích chích hết không anh? Không chưa. À dạ em bạn á là em có đi vào bên đi có một cái em có vào bên quán chơi không? Có. Có không? Dạ bữa nào có vào chơi không? Mình có chú Nguyễn được 3 lượng phải không? Đó. Qua đi muốn chú Nguyễn rồi tự cho nói chuyện. Thấy mừng quá mọi người. Chào. Thấy mừng nha. Thấy mừng thấy bé Tiên mà cũng đẹp gái, cũng xinh mà cũng dễ thương. À. Thật là dũng cảm. Ý là cách mẹ ngồi chính giữa đó chứ hồi nãy giờ mà con mà ngồi gần bé Tiên là rồi. Còn bộ nữa rồi. Ý là dắt bên đây càng qua bài. À, bữa năm mùng ba là em qua không anh? Có bữa mùng bốn là anh qua anh thăm em, ha? Hết bệnh chưa mà đi thăm? Hả? Chưa hết bệnh mà đi thăm cái gì? Được rồi. Nắng muốn chết luôn, cỡ này mưa nữa đó. Vậy cho nào em qua mới ba được? Mà em hết bệnh đi cắn uống thuốc chứ thuốc chứ là đừng uống nước cá được nhiều cho hết bệnh đi rồi đi thăm. Ờ, có. Thắng được không? Ủa mà anh ơi. Dạ. Anh đi về bản rồi, chừng nào em mới đi phá giao vậy em? Hả? Chừng nào em mới đi phá giao? Mẹ đi rồi em đi. Mẹ đi giùm. Mẹ đi rồi. Mẹ đi phải không? Chuyến này đi qua bản đi hái giao với bé Tiên nha. Dạ. Làm được cho bé Tiên lái dụng lên, sau này con có vợ con có được con. À mẹ ơi, sau này đó, sau này mà con có vợ con sợ vợ dữ lắm luôn á. Dạ. Ừ. À chú ơi. À thì sẵn đây em cũng nói với chị Út luôn ha, với bé Tiên với cô Lộm. Thì được một anh Mạnh Thường Quân không nói tên. Rồi anh gửi cho bé Tiên là 1 triệu bạc. Sẵn đây em cũng trao cho bé Tiên luôn. Đây nè. Em cứ gửi cho con 1 triệu đó. Rồi có là gì cảm ơn Mạnh Thường Quân không con? Dạ con cảm ơn chú. À con cảm ơn chú ha. Cảm cho mẹ 500. À trời ơi, được quá trời, có hiếu quá trời. Cái tiền tặng cho mẹ cô Lợm 500 ha. Rồi, cho lại cô Lợm nè. Cô Lợm mua thuốc uống nha. Dạ. Cái thuốc cho mau hết bệnh. Dạ, mua thuốc cho mau bệnh. À mà sau này con có vợ là con sợ lắm nè. Trời ơi. Phải thôi, phải nghe lời vợ mới được. Cũng nó giận đó. Nghe lời vợ giận đó. Tại vì tao mà có vợ thì trời vợ gì lắm đó, cũng không sợ đâu nha. Gì hả? Vợ la con quýnh phí rồi chưa nổi rồi, quýnh. Quýnh dữ lắm trời. Nhưng mà con nghĩ bé Tiên này quánh con không? Bé Tiên quýnh thật đó trời. Có đâu bé Tiên hiền mà. Dạ. Bé Tiên hiền mà. Con có này giả hả? Ờ. Giả gì nó nghe hả? Hồi nãy là con vô con đứng đó mà còn lục ra bé gao gì, giữ gao bé Tiên đấm bóp vết hơi cho con. Được. Bài được vậy không? Dạ không. Trang này cứ vợ giờ mở tiệm luôn em ơi.
Anh làm massage hả? Massage hay là làm tóc? Tóc trang điểm hay gì? Con hết tóc, tóc mình tới trang điểm cô dâu được rồi. Còn, biết hết được không ạ? Được cho không, hết cho anh em đi tới bơ cũng được á. Trời ơi. Nói người cũng hết á. Cái chuyên môn của em là ủi chọc đúng không? Thôi, 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 thôi. Trước tiên là con hết ông và vợ trước đi. Dạ. Kiểu của ông và vợ dễ. Chụi hết hả? Hết cái chụi luôn. Rồi cái từ từ hết cho người khác chứ ai dám đưa hết. Hết mấy anh youtuber nghỉ đi quay luôn á. Mấy cái này đi tập chụi hết trơn. Tui rồi. Anh mình nó mất cười lắm à. Vậy là bé Tiên gửi lại cho mẹ của cô Lợm. Rồi mẹ cô Lợm cũng cho cô Lợm để đi kết thúc ha, ha cô Lợm. Dạ. Dạ. Mà thấy bé Tiên thì nó dễ hơn. Nhưng mà con hỏi mà là bây giờ mẹ có dâu mới đó, con dâu mới của mẹ dễ hơn không? Dễ hơn. Má. Dễ hơn hơn á. Qua cho tường nha. Thôi để dán đợi dạy đi là còn còn có mấy tháng nữa là trái mà còn có mấy tháng nữa là đủ trở lại bụng luôn. Bập luôn hả? Đủ trổi là bập luôn. Bập gì? Chưa biết nữa, chừng nào bập đi biết, giờ chưa biết. Dạ. Động thòng. Cái gì? Động thòng. Động thòng hả? Đó, không thở nào. À, vậy tới anh. Em còn chuyện gì để nói cho anh không anh Tư? Rồi nè, bước qua đây đi, ngồi vậy nắm tay với má Tiên nói chuyện đi. Cho mẹ ra ngồi về bìa đi. Ngồi về bìa đi. Quá trời đâu mà ngồi ngồi tới ngồi rồi anh thọn cái tay qua bên kia hoài. Bên kia hoài. Rồi đó muốn nói gì nữa. Đó, rồi quá đó ngồi nói chuyện với tôi. Tôi để mặt mẹ miếng nào chưa? Quá non rồi chứ không phải gì. Nãy thôi thôi. Đó thấy chưa? Vừa bước ra là ôm liền. Sáp vô liền. Sáp vô. Sáp vô bệnh. À, đừng bồn mệt lắm. Rồi nói chuyện gì đây? Hả? Nói chuyện gì đi, hỏi thăm. Tạm ơi, em ngồi nói chuyện với anh vậy là em có tấm bụng không? Ngon ngang. Hả? Ngon ngang rồi. Vậy chừng nào ăn em? Chừng nào em ăn cơm? Nào cũng được. Nào được không? Đó, bây giờ mà em vô nói được ăn rồi đó. Anh với em tâm sự hồi hồi một hồi là anh với em vô bưng chén ra ăn liền. Ủa gì? Có vợ rồi. Chú bận. Nhưng mà có vợ cứ vợ về sau này lại làm ăn luôn không sao? Lại làm ăn. Lại làm ăn có đâu có đi chơi tâm được. Rồi, tôi chơi cho 5 triệu và vô hết vợ làm sao làm tôi văn vậy? Rồi. Ờ. Em ơi, anh Thả nè, à quên nữa. Bây giờ em lật ra tới giờ em có mở tra mở chân gì không? Không hả? Anh nói đây nắm bóp ra. Anh nói đây là bộ nắm bóp. À. Chăm sóc cho vợ, lo lắng cho vợ quá là rồi. Lo cho vợ, đâu có lo cho vợ của người khác đâu. Đúng không? Ừ. Ừ. Đi bán không? Mà bữa đó ngồi trong cái tiệm tóc cũng vậy nữa. Đúng rồi. Anh làm cái nào à? Nửa gà nó tiên nửa gà. Làm lại nữa à? Có những thôi tốt thôi nè. Hử? Này thôi. Im không, im không? Im lấy không? Thế anh làm thì em phá rồi. Em phá rồi, em phá rồi. Phá rồi. Rồi. Nửa em. Gì vậy? Ừ. Ồ, có thể bắp tay dịp ra được không? Không nha, không được. Đã không? Thôi bây giờ dịp bắp da giờ nói chuyện được không? Được, nói chuyện bình thường đi. Ừ. Thôi, à mà có cái chuyện này là anh giấu không cho biết hết trơn hả em? Đúng không? Có cái chuyện này giấu. Cái gì? Anh Trâm ơi. Bây giờ mau mốt mà có cái chuyện là anh giấu hết là không cho biết hả em? Anh Trâm ơi. Ở ta tự nhiên em ngồi nói chuyện với anh mà không cảm động được chân vậy em? Vậy chứ? Em nói như là người ta không cảm động được chứ sao? Dạ hả? Ừ. Thôi người đại đô thơ thả thính cho người ta cảm động coi. Có thơ gì không? Đọc cho vừa bất dai vừa đọc thơ rồi cho kìa. Đọc thơ rồi hả? Cái gì nè? Thơ mơ gì nè? Thơ mơ anh đến nhà em. Nữa, có thơ cũ nữa. Còn thơ cũ. Có thơ mới không? Chiều chiều anh thấy tôi ngồi. Anh thì làm, còn chồng thì làm, còn vợ thì mất xa. Ồ, ừ, chế hay ha. Ờ, còn vợ thì ngồi, chồng thì mất xa. Giờ chưa thấy con chị làm vợ rồi được chưa, không biết tôi làm vợ rồi được chưa? Được. Vậy là chừng nào mới cưới được? Chừng nào đủ tuổi. Đỡ mới được hả? Đủ tuổi mới được rồi.
Ông ơi, bây giờ chú nói lại với Tuyên ha. Cho hỏi thằng Cao nha. Mà em ơi, mà họ tên của em là cái gì vậy? Gì vậy? Thì hỏi cho biết là đặng đặt thiệp ký mới dán tem vô được chứ không hỏi là hạ tên được không đặt thiệp ký cho biết được dán tem tên Facebook đó như Trần Tiên hả? Ờ, Trần Tiên luôn đó. Ủa Trần Tiên người chắc nữa đi đặt thiệp ký có dán vô dắp vô chỉ bế tiên luôn à? Ừ nó nè bế tiên người bế lợm nữa. Ủa bế tiên bế lợm luôn bế trường bế lợm hai cái tên nó không giống nào rồi đó nè có tên nó không được trùng với ai luôn ha cho tên nó cho bị tranh luôn bế tiên bế lợm hả? Để cái tiên với cái lợm đúng không? Dạ, bế tiên chứ bế lợm. Đám cưới cô lợm mà không biết ngày mấy nữa. Chưa biết hả? Chưa biết. Chừng nào cưới mới biết. Chưa cho anh hỏi tên, đặt cưới. Cô không tính tới cái nước mà để con tính tiên luôn. Hết tài, hết tài. Em ơi, em khóa rồi, đồ, hai bả đi. Em ơi, em khóa rồi, bả. Cái bụng hơi phải không? Rồi chút xí vô cơm nhà của cô làm nữa ha. Ăn từ từ quen luôn rồi. Dạ hả? Ờ, lắm trước thì cô làm cô bỏ ăn thôi. Bây giờ trời. Bây giờ tới với anh ăn rồi. Anh không chụp bắp da hả? Chụp bắp da hả không? Lo cho vợ quá lo rồi. Chứ em lo vợ khóc mệt nữa. Hỏi coi được chưa? Được chưa em? À. Mặt phá lại. Phá thì sao? Trời có người đó là dở dở đánh người dở không được. Đá không? Đá không? Gì trời? Đá không? Hỏi câu gì em? Hỏi đá không? Gửi đi cái lại nó kìa. Đá không? Đồ. Có chồng búp da đâu chăm sóc rồi cho vợ đồ mới được lo cho vợ đi đừng có lo trai cho ha lo trai đừng có giận nữa nó giận nữa nó không bị lần rồi mới không bị lần rồi lần hai lần ba đuổi luôn mình vậy là anh thấy lần mình lần hai phải không lần ba là em đuổi hay gì đó đó phải không bữa tôi nói gì con làm nó luôn coi giờ anh đã giờ anh với em tâm sự đó giờ cũng đó nữa mà em cũng đang làm mà anh cũng đang làm đồ ăn đó mà tâm sự với anh trước là do anh á em có sáng nữa không anh làm cà phê cho muốn nha chưa chứ ăn cơm mà phải gì ăn cơm gọi đi rồi đó ăn cơm gọi đi uống luôn anh nói giờ bước ra cho em đã em đã rồi phải không giờ tới em làm lại cho anh đi em làm lại cho anh đi rồi thì ra tới em làm lại cho anh mới chịu à chết làm cái khơi được không? Vâng. Ờ, cái cặp này tôi thấy làm cái khơi lên đừng có bấm dưới nữa trời bấm dưới được trái sớm rồi bấm cho đợt á rồi gì lắm trời ơi đỡ quá em ơi anh thế em làm khơi trên ai quá anh chớ em mời con tình lâu dài đợi cho mà đến chân nào trời đợi chị vàng con người lành trong để một lần con gia đồn mơ mơ đông hơn nữa chúng ta mà khơi trung trú chờ cao vần khi mình tàn cả lớn anh quan đi từ trong đời hoàng hậu về sau canh phục vị thêm nụ cười vẫn đứng vỡ phải lâu đời mà tăng tình an trong hoa đứa chúng ta mà thôi giờ chúng ta làm sao hết được trời giấc mộng bắt đầu đúng là bà đó anh vì sao em ngỡ anh khơi này là người yêu thương ngỡ đông đầy trong lòng mệt buổi chiều ở xa đừng có làm ca em mượn chưa buổi chiều còn dập ngáo đây mang đêm đáng hương vậy em hỏi em có chịu có hay cần anh nghĩ nỗi sao biến rộng
Do bóng bên trời trần hành người bình trên nào mà có âm thanh. Có tài quá. Mà trên em nói cho rằng em cứ nghiêng cứ nghiêng hồi anh. Em ơi ngồi đây khương bắn hương thành, ngồi đẫm trong tuổi riêng mình với người mưa ướt bay quanh. Em ơi ướt gì mình là đôi chim, ướt gì mình là sao đêm hay là trăng rồi trăng hương hoa. Quá hay thôi. Đời anh đưa đón em sớm chiều, trên lối đi về không còn chiều, chẳng đôi mình đang bên nhau, trên khăn trắng khăn màu không còn lo. Thương ơi người yêu. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Hàm mùa mưa lần trước anh rời đánh giá thăm tôi, tình chưa bằng cũ dầm nhau đêm ấy mưa rơi cánh cà vời ấm ơi mình. Mình ngàn ơn là người phú đưa trái qua mấy rồi. Chú thấy còn thai không? Nè bữa đó em làm được. Mà bữa đó em làm bữa mà cô bữa vợ mà cứ nhờ cho con mà làm được. Bất cần lắm bữa đời đó. Bữa đời đó cô ta là dính liếp. Đâu có khai dính liếp. Dạ dính liếp. Nó khai khai trời. Đừng có nói tọc nữa. Thì sáng giờ cũng hai đứa đấm qua đấm lại là được chưa? Đúng không? Anh nhận được. Được lắm ơi. Sáng giờ hai đứa đấm qua đấm lại gì được chưa? Được rồi đó. Rồi cái tiên đó bụng chưa? Được rồi, cái bụng chưa anh? Đó bụng chưa? Được chưa? Bụng là chuẩn bị vô tâm nha. Dạ, hai đứa đấm tan rồi. Chưa chưa. Rồi trước khi chuẩn bị vô tâm thì chú cũng khép lại video ha. Dạ. Thì trước khi khép lại video thì xin thay mặt bé Tiên với gia đình của chú Lọ cảm ơn nhân dân không lấy tên cho bé Tiên được 1 triệu. Bé Tiên cũng thương mẹ cho mẹ lại 500. Mẹ thấy cô Lọ bệnh mẹ đưa cho cô Lọ 500 để cô Lọ tiền thay cho chú giá. Thay mặt bé Tiên cũng cảm ơn khởi lời tạm đúng không trời, khởi lời tạm nha. Có yêu mến cô Lọm với bé Tiên thì cho mình xin một like để mình có động lực đi quay những video tiếp theo. Xin chào quý khán giả. Rồi chào khán giả cô Lọm ơi. Chào. Dạ. Thầy cũng hẹn khán giả những video tiếp theo khi gặp lại cô Lọm và bé Tiên nha. Nếu khán giả yêu thích thì nhớ tặng like để cho anh em có động lực làm những video hay, video vui gửi đến khán giả gần xa.